Chào tất cả anh em cần thủ. Thì hôm nay tiếp tục ngày 11 tháng 10 thì mình có về được một cái lô máy hàng sách tay muốn giới thiệu đến anh em. Thì lần này mình giới thiệu đến anh em một số dòng máy lưu rê, câu cá cháp, câu lục, câu cá lớn. Có một số anh em, nói chung anh em giận mình rất là nhiều, nhưng mà mình không thể nào mình thông báo hết cho anh em nắm được. Bây giờ mình lên video đây, anh em nào mà nhanh tay hoặc là có theo dõi đăng ký kênh của mình đó, thì lấy trước nha. Mình có về cũng một số dòng máy mới, em thích con nào cứ liên hệ đặt hàng với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Thì mình sẽ ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Thì như anh em có thể thấy, con đầu tiên bên tay trái mình là một con Shimano. Con này là Shimano Altered, là một trong những dòng máy ngang nổi tiếng nhất của thương hiệu Shimano, hàng cao cấp ha. Thì một con máy này hàng mới nó cũng tầm 10 triệu ấy, 9 đến 10 triệu ấy. Những cái bản limited thì nó mười mấy triệu ấy, anh em. Kim loại nha anh em. Thì con này còn rất là mượt, hình thức còn chuẩn đẹp, Japan là địa Nhật. Thì con này còn full phụ kiện, full hộp. Đây, hàng sản xuất tại Japan. Hàng này mình nhắc lại là hàng cao cấp nha. Con này thích hợp cho anh em đánh lóc chẽm. Thì cái vòng tua nó cũng không quá cao, 6.2.1 đây. Anh em mới thấy Altered, phụ kiện của nó còn đầy đủ hết. Những cái núm thai hoặc là bao mái đây, linh tinh ha. Thì con này có giá là 3.8 triệu Altered. Hàng này rất là cao cấp nha anh em. Đây cái bao của nó đây, cao cấp, anh em nhìn cái bao máy là biết liền à. Tay trái ha. Thì con số 2 là con máy Daiwa 105HV. Thì con này có giá là 1.4 triệu. Con này vẫn là tay quay bên trái, thông số 6.3, Japan, cũng là rất là mượt. Giá hợp túi tiền cho anh em chơi ha, 1.4 triệu. Kế tiếp con máy số 3 là một con Shimano 151HG C4. Thì con này mình sale với giá là 2.5 triệu Japan. Cái dòng này chưa từng có mức giá mà dưới 2.5 triệu luôn. Mình sale cho anh em, do vận chuyển nó bị rạn như đây tí, mình bán lỗ luôn cho anh em. Con này rất là ngon nha anh em. Ai không quan trọng ngoại hình lấy con này ha. C4 giá 2.5 triệu, giá như mấy con cọt ti dông. Kế tiếp con máy số 4 là một con Shimano Sophia C4 C3000S. Thì cái dòng máy này cũng là một trong những cái dòng máy cũng thương hiệu của Shimano. Thì con này nó có thông số là 5.0.1. Đấy, chuyên dụng cho anh em câu cá cháp, câu cá cháp hoặc là lưu lóc ấy. Con này lưu nông anh em, những cái dòng sau khuya này là lô nông hết. Lô nông thì đặc điểm của nó là quăng dây rất là xa, nhưng mà nó cũng có một nhược điểm là vào dây ít. Thì con này thích hợp cho anh em câu cá cháp ha, câu suối, câu cá lóc, hoặc là anh em câu ISO. Đây anh em thấy bên Nhật họ xài dây tơ rất là nhỏ ha, dây này tổng không chấm mấy thôi.
chưa đến dây số 1 luôn. Sophia này thì Japan sản xuất, made in Japan. Con này còn full hộp, giá là 3 triệu. Chuyến này mình về vài con máy C4 này đổi gió cho anh em ha. Em thích chơi cái dòng này thì dòng này cũng là dòng cao cấp đó anh em. Rồi mướt ABS 53 rồi ha, công nghệ cũng kinh lắm, C4 mà. Kế tiếp là con máy số 5. Vẫn là một con Sophia luôn. Shimano Sophia BB C3000SHG. C là body con máy. C tức là dạng body đó anh em. Con này C3000S là lưu nông, HG là tua nhanh. Thì con này chắc cũng phải con này vòng tua nhanh nè. Con này đến 6.0.1. Nó tải đến 9 kg, 235 g, 6 vật đạn. Đấy. Mình đổi gió một tí cho anh em chơi mấy dòng này ha. Thì con này thích hợp cho anh em câu cá lóc. Đấy, anh em nào đánh cá lóc, đánh dây bia mà số 1, số 2 được đó. Con này thì dây số 1 nó vô được 110 m. Số 2 chắc tầm cỡ 80 m anh em. Thì lưu nông mà, nó vào dây ít nhưng mà được cái là nó quăng rất xa. Hoặc là cho anh em câu cá tráp, câu ISO. Rất là đẹp nha anh em. Hàng này mình mua tại cửa hàng bên Nhật về thì chất lượng anh em khỏi bàn rồi. Thì mình cũng mới vừa về vệ sinh cho anh em, vệ sinh sơ qua cho anh em. Vừa vệ sinh là mình lên clip cho anh em xem liền. Đấy. Rất càng đẹp, full hộp, full phụ kiện. Giá con này là 3 triệu. Đời cao hả anh em. Kế tiếp là con máy số 6. Vẫn là con Shimano Sophia BB C3000SHG. Nhưng đặc biệt con này là đời cao. Con này đời cao hơn con kia nữa. Đấy. Đời cao thì nó là của Malaysia sản xuất. Này nó làm body giống như mấy con Stella nha anh em. Đây anh em hãy thấy ha. Body nó làm rất đẹp. Hàng này thích hợp cho anh em lua, lua rê ha. Câu cháp. Thì mình về chuyến này được tầm 5-6 con thôi. Anh em nào nhanh tay thì còn ha. Cái dòng máy này nó cũng không có không có nhiều máy đẹp đâu. Con này có giá là 2 triệu 8 cho anh em nào chơi. Công nghệ cũng gớm á. Và mướt đẹp body nha anh em. Kế tiếp con số 7 là một con Shimano Sophia C4. Thì con này C3000 SDH. Thì hàng này được sản xuất tại Nhật nha anh em. Japan đóng đây ha. Con này vẫn có giá là 3 triệu. Hình thức thì nó rất là đẹp. C4 à. Anh em hãy ken hết nè. Đây máy mình soi cho anh em xem nha. Hình thức như nào thì mình nói như vậy. Chung hàng mua tại cửa hàng những cái chuỗi cửa hàng của Nhật ấy, thì nó ít có hàng xấu lắm. Do cái người Nhật nếu mà máy xấu quá người ta cho ra bãi hết rồi. Mà mướt nha anh em. Con thích hợp cho anh em lure cá lóc ha. Câu cá cháp, câu ISO, câu đa hệ loại. Cắt CNC rất đẹp ha. Theo quay đôi. Kế tiếp là con máy số 8 Shimano Sophia BB C3000HGS. Con này thì nó cũng tương tự như con lúc nãy, nhưng mà nó là dòng HG. Con kia là SDH.
HG là tua nhanh nha anh em. Còn S đây là lưu nông, C là body. Đấy, mình chia sẻ một tí cho anh em nắm về máy. Con này thì nó cũng có xước sát ha. Xước sát nhưng mà cũng ít thôi chứ không nhiều đâu. Còn cũng chuẩn lắm, Japan sản xuất nè. Con này có giá là 2 triệu rưỡi. Cái dòng sô khuya này là lô nông hết nha anh em. Hoạt động thì anh em khỏi bàn rồi. Dòng này Japan Nhật sản xuất cao cấp mà. Dòng sô khuya này nói chung cho anh em câu cá tráp, câu cá lóc vậy. Máy body rất đẹp. Con số 9 là một con Shimano Sophia BB. Thì con này đời nó cao hơn tí của Malaysia sản xuất C3000 HGS. Nó vẫn là HG tua nhanh S lưu nông ha. Máy làm dạng body. Con này hình thức nó cũng còn khá là ok, khá là đẹp. Không số dây ha. 0.6 này là 0.6 là chưa đến số 1 đó anh em. Chưa đến dây số 1 ha. Anh em nào chơi câu suối câu cá tráp thì mà mới gành cái thông số này. 0.8 150 m nè, dây số 1 là 110 m nè. Thông số BE đó anh em. Dây này thì nó vô dây BE sẵn hết rồi. Đấy. Thì con này có giá là 2 triệu 2. Kế tiếp con máy số 10 là một con Daiwa Kiss. Daiwa Kiss ha. Con Daiwa Kiss này là 2004 thì nó là made in Thái Lan. Con này thích hợp cho anh em lure cá lóc. Con này lô sâu ha, lô bình thường, sport bình thường. ABS. Rất là mướt. Daiwa Kiss bật đạn của Thái Lan không nào qua được đâu. Con này có giá là 1 triệu rưỡi cho anh em lure ha, hoặc câu cá tráp, câu ISO. Kế tiếp là con máy số 12 là một con Daiwa Kiss Frame 2500. Size 2500 này là của Made in Thái Lan. Thì hàng này là hàng body kim loại hả anh em. Rồi kim loại ha. ABS, máy rất là mượt, hình thức còn chuẩn đẹp. Con này thích hợp cho anh em câu cá lóc cá chẽm ha, hoặc là anh em nào mua sưu tầm. Con này có giá là 2 triệu rưỡi ABS nha anh em. Hoạt động thì thôi khỏi bàn rồi. Kit này mà là mướt. Kế tiếp con máy số 13 là một con Shimano Ultera C3000. Thì con này có đời là đời cao, nếu không lầm 29 hay lẻ 10 gì đấy. Japan sản xuất ha. Con này thì còn phải nói là keng đẹp, rất là đẹp. Con máy này có giá là 2 triệu 8. Chung anh em bỏ tiền ra mua những cái dòng này không không có phí tiền đâu. ABS hàng chuẩn như này thì mình đã vào dầu máy hết cho anh em rồi nha. Về chỉ câu thôi, anh em nào xài một thời gian ấy, thì muốn bảo dưỡng thì vào dầu máy. Hoặc là anh em chơi những dòng máy cao cấp này á, thì mình khuyên là nên mua một cái bộ combo vệ sinh máy Shimano như thế này thì nó tầm cỡ 300 mấy 400 vậy nè. Cái giá chung là đấy, nó gồm một chai dầu Shimano và một chai mỡ, mỡ bò đó nè. Dầu thì để mình xịt bạc đạn ha. Còn mỡ bò này thì để xịt vào mấy cái rãnh, mấy cái nhông rồi. Đấy. Thì hàng này là hàng của Nhật luôn nha anh em. Một cái cặp như thế này xài cũng lâu lắm. Anh em nếu mà xài edit là cũng phải 1 năm ấy. Con này là con Shimano Ultera 2500S. S là lưu nông ha, Japan sản xuất, máy rất đẹp. Nấm độ rất đẹp ha. Ngoại hình đẹp,
chuẩn. Con này có giá là 2,2 triệu ABS. Là mướt. Đấy. 2,2 triệu nha anh em. Kế tiếp số 14 là một con Daiwa Tuleman. Thì con này video trước mình đã lên rồi. Lần này thì như nhu cầu của anh em, mình cũng đã độ hành mô bin sống cho anh em. Đây anh em thấy ha, đây mô bin đã xây được rồi ha. Em nào cần thì cứ liên hệ đặt hàng với mình, thì giá nó vẫn thế, giá 2 triệu. Đây mô bin nó vẫn đã xây được rồi. Hello anh em, máy trang bị hello ha. Kế tiếp con máy số 15 là một con Shimano APZ. Máy này là máy đua chuột, thì một dòng cũng cao cấp của Shimano. Ngoài cổ ha, con máy nó còn rất là đẹp, Japan sản xuất. Đây anh em thấy ha, ngoại hình rất là đẹp. Con này thì nó xây tương đương phải là 10 tương đương chắc tầm 12-14 ngàn anh em. Nó có bay tuner ha, sợi cực nhanh. Đây em thấy sợi cực nhanh ha, tắt bay tuner. Đấy, sợi cực nhanh. Con này có giá là 2,2 triệu anh em, rất là đẹp. Kế tiếp số 16 là một con Daiwa GS8000. Con này cút trợ lực ha. Con này trâu bò cho anh em đánh bung lao, đánh biển nữa. Săn cá lớn, size tương đương nó cũng phải 14 ngàn. Hàng Japan, nội địa. Con này giá 1,5 triệu. Thức cũng còn khá là ok anh em. GS Milumax nè, Milumax 8000. Kế tiếp là con máy số 17, một con Daiwa SS9000 RD. SS này tương đương cũng tầm 14 ngàn anh em. Nguyên sống ha, máy hoạt động ngon lành hết. Bay tuner sẽ cực nhanh nè, tắt nè, đấy cứng nè anh em thấy không, mở nè, đấy. Thì con này có giá là 2 triệu nha anh em. Đây qua, rất là đẹp. SS9000. Cuối cùng là con máy cũng có rất nhiều anh em dặn mình đây, nhưng mà lâu lâu mới có một con Shimano Power Aero C4, dạng body ha, cho anh em câu lục. Body mà tua nhanh đấy, tua nó nhanh hơn mấy con Power tí. Đấy cho anh em câu lục. Con này còn rất là đẹp luôn, hai lô, lô 3 và lô 5, thích hợp cho anh em săn hàng ha. Mà anh em thích cái dòng máy body thì kim loại hết nha anh em, hình thức rất đẹp. Thì cái dòng máy này thì của Malaysia sản xuất. Đấy con này giá là 4 triệu anh em, ken hết ha, không một vết xước luôn. Những hàng em mình mua ở chuỗi cửa hàng Techco Berry thì anh em biết rồi, hàng rất là đẹp, đã được kiểm định hết. Techco Berry là một trong những chuỗi cửa hàng lớn nhất của nước Nhật, thì nó đến mấy trăm cửa hàng luôn đó anh em, trên toàn nước Nhật luôn. Rất mức ha, 4 triệu, 2 lô, lô 3, lô 5, ken đẹp không có xước. Thì tổng quan sơ lược này mình giới thiệu đến anh em 18 con máy. Anh em thích con nào thì cứ liên hệ đặt hàng với shop mình, ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Chào toàn thể anh em.